Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay mình xin chia sẻ với anh em các phụ kiện nên và không nên mua cho xe hơi nha. Phụ kiện đầu tiên mà mình sẽ trang bị nếu mà mua một chiếc xe mới đó chính là phim cách nhiệt, đặc biệt là phần kính lái trước và kính hai bên, ghế lái và ghế phụ, thì chúng ta nên trang bị loại tốt. Bản thân mình thì mình sử dụng của 3M, qua quá trình test thực tế tiêu UV và nhiệt độ thì nó rất là hiệu quả nha anh em. Nếu muốn tiết kiệm thì có thể dán những kính phía sau tối màu, loại rẻ tiền hơn. Còn nếu điều kiện cho phép thì anh em nên dán tất cả bằng phim loại tốt 3M chính hãng. Và nếu muốn kiểm chứng, anh em hoàn toàn có thể mua những cái bộ test tiêu UV để kiểm chứng mức độ hiệu quả của nó. Cảm biến áp suất lốp thì mình thấy đây là một cái phụ kiện rất là nên mua, mà giá cũng rất là rẻ nè, hiện tại nó rẻ lắm, bây giờ nó chỉ còn khoảng 300-400 ngàn thôi. Chúng ta có thể thấy được áp suất của lốp chính xác là bao nhiêu. Nếu mà nhìn vào cái bánh xe bên ngoài thì chứ là áp suất không quá nhiều chúng ta cũng khó nhận ra lắm, nên là trên đây nó thể hiện chính xác bao nhiêu và chúng ta nên bơm theo đúng cái thông số của hãng đề xuất để mà đảm bảo được an toàn cũng như là tuổi thọ tốt nhất cho bánh xe. Ngoài an toàn nó cũng giúp chúng ta tiết kiệm nữa, cái lốp xe chúng ta đi xe bền hơn, đặc biệt nó rất an toàn trong cái trường hợp mà chúng ta đi với tốc độ cao hoặc là thủng lốp xì lốp mà chúng ta không hay, chúng ta chạy thì nó nguy hiểm lắm. Với cảm biến này thì lốp bơm quá căng hoặc là quá yếu, nổ vỏ là nó sẽ báo ngay, nhiệt độ bất thường nó cũng sẽ báo ra này luôn, nó sạc bằng sạc năng lượng mặt trời nên cũng tiện lắm anh em. Tiếp theo là cái head up display báo vận tốc, hiệu điện thế, vòng tua ngay trên mặt kính này, mình cũng rất thích sử dụng cái này, nó giúp chúng ta đỡ phải liếc mắt xuống dưới gây nguy hiểm. Mỗi khoảnh khắc rất ngắn thôi nhưng mà cũng nguy hiểm, nhất là đi tốc độ cao nó tiện lợi, nó thuận mắt chúng ta nhìn lắm, và giá hiện tại thì quá rẻ, lắp đặt cũng đơn giản. Tiếp theo là camera hành trình có nhắc tốc độ, đây cũng là một cái trang bị tuy hơi đắt tiền nhưng mà chắc chắn là khi mà mua xe là mình sẽ trang bị ngay. Trong những tình huống ngoài đường chúng ta đâu có biết được, có cái này nó sẽ đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Trong những trường hợp mà cần khiếu nại có bằng chứng thì đó là cái cứu cánh rất là lớn cho chúng ta. Ngoài vấn đề không may với những xe khác thì cái tình trạng xin điểu nữa, có camera hành trình thì đỡ lắm luôn. Với cái dòng này thì nó sẽ có báo luôn giới hạn tốc độ, khi chúng ta đi quá tốc độ thì nó cũng sẽ nhắc chúng ta. Bạn đang vượt quá giới hạn tốc độ. Thật sự mình thấy cần thiết, có những đoạn đường lạ chúng ta không biết được giới hạn tốc độ bao nhiêu thì cái này nó sẽ biết, nó báo chúng ta luôn. Thà đầu tư một lần nè, đỡ tốn tiền phạt. Nếu mà bị phạt bán tốc độ thì một lần thôi là cũng đã nhiều hơn tiền mua cái camera rất là nhiều rồi. Rồi tiếp theo là camera lề. Thì nếu mà ngân sách chúng ta hạn chế chưa có trang bị camera 360 độ được thì camera lề là một giải pháp mình thấy quá tuyệt vời. Nó cực kỳ rẻ luôn nè, 300-400 ngàn thôi. Chúng ta đã thấy được rất là rõ cái điểm mù này, đặc biệt khi đi vào những đường chật hẹp, ngõ hẻm nhiều thì nó hỗ trợ chúng ta rất lớn luôn nha. Nhưng góc này là mình hoàn toàn không thấy gì hết, nhưng mà đây ta thấy rất rõ luôn. Cái phụ kiện tiếp theo có cũng được, không có cũng không sao, đó là sạc không dây, mình thấy nó tiện lắm. Ngoài ra nếu mà xe thiếu lỗ tẩu sạc hoặc là USB thì chúng ta có thể mua thêm cái đầu đổi, vừa thêm cổng tẩu 12V vừa thêm cổng USB. Rồi một phụ kiện tiếp theo là cái phụ kiện chắc chắn mình sẽ mua, bởi vì qua thời gian sử dụng mình thấy nó hiệu quả lắm, đó là bộ lọc không khí ion, lọc không khí qua miếng than hoạt tính và tạo ozone để khử mùi, thì mình thấy nó cực kỳ hiệu quả. Mình là người rất là dễ xài xe, mình rất là nhạy với những cái mùi trên xe, thì hiện tại xe mình khi mà sử dụng hai bộ lọc này, một cái để trước một cái để sau, xe mình đã loại bỏ mùi hoàn toàn luôn, kể cả những mùi khó chịu như mùi sầu riêng, mùi dầu xanh, mùi mồ hôi, mùi nước hoa. Thì mình thấy nhiều anh em sẽ chọn cái giải pháp là để thêm mùi nước hoa vào xe, nhưng mình thấy không ổn, nó không có xử lý được cái mùi gốc mà nó cứ quện thêm cái mùi mới vào, cái mùi nó còn kinh khủng, nó còn dễ say xe dữ nữa. Thì mình chọn giải pháp là mình lọc không khí và mình sử dụng ozone để mà khử mùi, thì mình thấy cực kỳ hiệu quả, bước vào xe mình là hoàn toàn không có mùi luôn. Nếu mà anh em thích độ chế thì có thể làm thêm một cái bộ tạo ion, thì mình lắp vào đây thì nó sẽ tạo ion liên tục luôn. Clip chi tiết mình cũng đã làm rồi, anh em muốn mình có thể xem clip để mà độ thêm. Tiếp theo là cái kính phụ này nha, mình thấy này là rất là cần thiết, mình rất thích sử dụng kính phụ này. Với kính chiếu hậu bình thường chúng ta chỉ thấy được đằng sau như thế này thôi, với kính này chúng ta thấy được rất là rõ cái bánh xe sau, trong trường hợp lui hoặc đi vào những đường hẹp nó hỗ trợ chúng ta rất là lớn, rất là rõ dưới đây luôn nè, nguyên cái phần thân đây luôn. Một phụ kiện nên mua nữa là cái bảng này, mấy chục ngàn thôi chúng ta nên mua, trong cái trường hợp mà chúng ta đậu lâu hoặc là bị thủng lốp, bị sự cố gì đó phải đậu xe lại, thì cái bảng phản quang này nó giúp cho xe ở phía xa nhìn thấy chúng ta rất là rõ, nó an toàn. Xe thì nên trang bị thêm cái dù, bây giờ dù gọn lắm. Với lại là cái bơm xe giá nó cũng rẻ lắm anh em, nó sẽ kết nối với tẩu 12V, bơm nó tiện lắm, khi mình thiếu hơi thì chúng ta có thể lấy tự bơm được chứ không cần phải chạy đến cái tiệm bơm. Rồi về màn hình Android, nếu mà xe chúng ta cái màn hình giải trí chức năng nó chưa có ổn, đặc biệt với những dòng xe cơ bản, thì cái màn hình Android mình thấy rất cần thiết, giá bây giờ nó cũng rẻ lắm anh em, thậm chí là anh em có thể mua tự ráp được luôn, đỡ tốn chi phí. Ra gara thì họ phải tốn chi phí mặt bằng, nhân viên, chi phí vận hành các thứ, thì giá nó phải đội lên gấp 2 gấp 3 lần, nhưng mà nếu tự lắp thì giá rất rẻ luôn. Như màn hình Android này mua về tự lắp chỉ có 2,5 triệu thôi,
mà chức năng thì đầy đủ luôn. Clip chi tiết mình cũng để dưới phần description cho anh em, nó gắn được nhiều dòng xe lắm. Cái nữa mình khuyên nên mua đó là cái định vị xe, cái loại rẻ thì anh em có thể mua AirTag Phát này nè, chỉ còn trăm mấy ngàn thôi, giúp định vị cũng tốt lắm nha anh em. Cái này thì không chống nước nhưng mà xe hơi chúng ta cũng đã chống nước sẵn, ta nhét ở vị trí nào bí mật đó, để giúp chúng ta định vị nó an tâm lắm, nhỏ gọn, pin một lần xài hơn năm cũng không cần phải có sóng 3G, không cần phải có sim nữa. Còn nếu muốn cao cấp hơn thì sử dụng AirTag giúp chúng ta xác định được vị trí xe như thế này. Còn đối với định vị cao cấp hơn nữa thì chúng ta sẽ có những loại định vị giống như Vietmap này, giá nó cũng rẻ thôi, khoảng 1.5-2 triệu à. Cái này thì dùng sim, nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ báo được cả hành trình luôn nè, đi từ đâu tới đâu, từ mấy giờ, đậu ở đâu, và trong quá trình chạy ghi nhận là chạy vận tốc bao nhiêu, cảnh báo vượt tốc độ đoạn nào, thể hiện rất là rõ những hành trình cũ luôn. Còn với AirTag thì nó chỉ xác định được cái vị trí hiện tại thôi, nó không ghi lại những lộ trình cũ. Thì loại này thì nó cao cấp hơn, nó chuyên dụng hơn, nếu có điều kiện lắp thêm loại này cũng rất tốt, và nó có thể giúp chúng ta tắt máy từ xa được nữa. Rồi chia sẻ những cái nên mua ha. Còn bây giờ là mình khuyên anh em không nên mua nè, đặc biệt là với những anh em đi tốc độ khoảng 80-90 km/h thì cái vè chắn mưa này nè rất là ồn luôn anh em. Vừa cản không khí làm xe anh em hao xăng hơn nè, và cái độ ồn nó thì rất là lớn nha, nó vũ. Nếu mà anh em đi nội thành là chủ yếu, ít khi mà đi cao tốc, ít khi đi tốc độ cao thì cũng có thể gắn, như những anh em taxi nội thành thì cũng ok. Anh em hé kiến vậy để mà cho có không khí lưu thông trong lúc đậu xe, che chắn nó giúp không bị văng nước vào và nó được thoáng khí ở đây thì cũng ok. Nhưng mà khi mà đi tốc độ cao thì anh em đã thấy nó kinh khủng lắm, đó, nó kêu rô như vậy nè. Cản gió chắc chắn là nó làm xe ta hao xăng hơn. Tùy sở thích anh em thôi, nhưng mà đối với cá nhân mình sử dụng xe nhiều năm thì mình thấy là cái không nên mua nữa chính là những cái mùi hương, đặc biệt là không sử dụng máy lọc không khí mà sử dụng những mùi hương này nó quện với cái mùi cũ xe, nó ra cái mùi kinh khủng của xe lắm, rất là dễ say xe. Phụ kiện tiếp theo không nên mua đó là cái gài bộ chốt an toàn xe nè, thì lúc này nó sẽ vô hiệu hóa chức năng an toàn quên đeo seat belt. Thì mình thấy seat belt là một cái rất là quan trọng, ngoài việc bị cảnh sát giao thông phạt thì nó còn liên quan tới tính mạng sức khỏe của chúng ta nữa, nên là việc nhắc quên đeo seat belt là rất là cần thiết. Nên tập thói quen là khi ngồi lên xe chúng ta đeo seat belt đi, chứ đừng có vô hiệu chức năng này. Rồi phụ kiện nữa mình khuyên anh em không nên mua đó là những cái tấm thảm che phía trước nè, nó sẽ che luôn túi khí, thì không may có va chạm xảy ra thì cái túi khí nó không bung ra được. Và rất không nên mua những vật dụng trang trí để ngay phía trước, đặc biệt là bằng gỗ hoặc nhựa cứng hoặc là kim loại nha, nó sẽ rất là nguy hiểm. Khi cái túi khí mà nó bung ra đó, những vật dụng trang trí nó sẽ văng thẳng vào mặt. Anh em tìm trên Google sẽ thấy rất nhiều trường hợp xảy ra bị thương rất nặng do những cái vật trang trí nè. Nên tốt nhất là phần trước nè, chúng ta nên để trống hết đi. Và cái logo trên vô lăng, anh em cũng đừng có mua những cái loại logo trang trí bằng kim loại bên ngoài nha. Anh em cứ để riêng cái logo của hãng đi, bởi vì cái logo của hãng đó nó bằng nhựa, tuy nhiên mà chrome sáng như vậy thôi chứ nó bằng nhựa. Thì trong những cái trường hợp túi khí nó bung á thì cái logo zin nó không gây sát thương, trong khi những cái logo kim loại độ chế bên ngoài vô nó sẽ rất nguy hiểm khi túi khí bung. Còn phụ kiện này thì tùy thuộc vào anh em nha. Nếu như anh em thường xuyên đi xe, đi hàng tuần, hàng ngày thì không cần phải quan tâm đến phụ kiện này đâu. Còn nếu như mà anh em đậu xe khoảng 2-3 tuần mới đi một lần thì là rất nên mua nha. Đó là cái bộ kích bình kim luôn sạc dự phòng. Trong cái trường hợp bình anh em hết, anh em không đề máy lên được thì nó sẽ giúp kích lên anh em đề được 3-4 lần. Một cú cánh rất là tiện lợi trong những trường hợp đó. Anh em sử dụng nó làm sạc dự phòng cũng rất ok, nhưng mà nó hơi cồng kềnh nha. Giá thì khoảng 700-800 triệu tùy loại. Nếu mà thường dùng thì cũng nên mua, còn nếu mà không dùng tới anh em để lâu ngày pin nó sẽ bị chai. Nếu mà ít dùng tới thì anh em có thể mua cái bộ dây câu bình, là cái bình chúng ta bị hết, chúng ta có thể nhờ một cái xe khác câu bình vào để chúng ta đề. Bộ dây thì rẻ hơn rất là nhiều và chất lượng tốt lắm, dày dặn lắm anh em. Một số phụ kiện cao cấp khác như là bộ cảnh báo tiền va chạm, độ thêm cảm biến, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên thì giá nó khá là đắt, cũng là cái option hỗ trợ thêm thôi. Nếu mà không có thì chúng ta vẫn điều khiển được bình thường, nếu có nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy clip kết, các anh em đừng quên like để ủng hộ tinh thần, share bạn bè và có thể subscribe channel của mình để theo dõi những tin tức và kiến thức công nghệ tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.